Kính thưa tiến sĩ Trần Quang Khánh, chủ tọa và kính thưa quý vị đồng nghiệp, thì hôm nay tôi xin trình cái đề tài về cái điều trị về tiền đái tháo đường là bảo vệ tim mạch hay là chỉ là kiểm soát đường huyết. Thì cái phần trình bày của tôi sẽ gồm hai nội dung. Đầu tiên tôi sẽ đề cập tới tiền đái tháo đường là gì và cái nguy cơ của tiền đái tháo đường cho cái tiến triển của đái tháo đường như thế nào, nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường ra sao. Và cái phần thứ hai tôi sẽ nói về cái điều trị tiền đái tháo đường như thế nào. Thì đầu tiên thì chúng ta coi một cái định nghĩa về cái tiền đái tháo đường. Thì theo định nghĩa, tiền đái tháo đường đó là một cái tình trạng bệnh lý khi mà nồng độ đường trong máu cao hơn bình thường nhưng mà chưa đạt được cái tiêu chí chẩn đoán đái tháo đường. Bao gồm người ta sẽ dùng thuật ngữ chung cho cái tiền đái tháo đường gồm cái rối loạn glucose máu lúc đói, rối loạn dung nạp glucose hoặc là tăng cái HB1C ở cái mức tiền đái tháo đường. Như vậy chúng ta sẽ thấy nếu như mà chúng ta chẩn đoán đái tháo đường dựa vào các tiêu chí đường huyết đói trên 7 mmol trên lít hay là 126 mg trên dl hoặc là HB1C trên 6,5% hoặc là cái nghiệm phát dung nạp glucose 2 giờ sau khi chúng ta uống 75 g glucose trên 11 mmol tức là trên 200 mg trên dl thì chúng ta chẩn đoán đái tháo đường. Thì ở cái người mà bình thường cái mức đường glucose huyết đói thay vì là dưới 5,6, HB1C phải dưới 5,7% và 2 giờ sau uống 75 g glucose nó phải dưới 7,8 mmol trên lít hay là dưới 140 mg trên dl. Thì ở cái người tiền đái tháo đường chúng ta sẽ thấy cái biểu hiện bởi cái hình màu vàng, tức là cái mức đường chưa đủ cái tiêu chí để chẩn đoán đái tháo đường nhưng mà cao hơn so với lại cái người bình thường. Giống như chúng ta thấy cái tín hiệu đèn giao thông thì cái người tiền đái tháo đường đó là cái đèn vàng, có thể là cái mức trung gian giữa đèn xanh và đèn đỏ. Thì cái tần suất tiền đái tháo đường như thế nào? Thì ở đây mặc dù cái tiêu đề nó là ở Việt Nam nhưng thực ra đây là một cái nghiên cứu thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2016 của một nhóm tác giả Lê Nguyễn Trung Đức Sơn. Thì người ta thấy là dựa vào cái tần suất của mức chúng ta tầm soát dựa vào đường huyết đói hay dựa vào HB1C thì cái tần suất của tiền đái tháo đường và đái tháo đường nó thay đổi. Chúng ta thấy dựa vào HB1C thì cái tần suất đái tháo đường chung là khoảng 12,3% và tần suất của tiền đái tháo đường là 40,1%. Trong khi đó nếu mà dựa vào đường huyết đói thì chúng ta thấy cái tần suất của đái tháo đường chỉ khoảng 7,4% và tiền đái tháo đường là 11,7%. Và nếu mà chúng ta nhìn vào cái hình bên thì chúng ta cũng có thể thấy rõ đó là cái tần suất của đái tháo đường và tiền đái tháo đường nó gia tăng theo tuổi. Những bệnh nhân càng lớn tuổi thì tần suất này càng gia tăng. Và cái nghiên cứu ở thành phố Hồ Chí Minh này thì cũng không có khác biệt lắm so với những cái nghiên cứu trên thế giới. Khi người ta nhận thấy nếu mà chúng ta có một bệnh nhân được chẩn đoán đái tháo đường thì tương ứng như vậy sẽ có thêm hai bệnh nhân có tiền đái tháo đường trước và chúng ta cần phải chú ý đến cái nhóm này. Thì cái tiền đái tháo đường nó có cái nguy cơ gì cho những người bệnh? Thì đầu tiên chúng ta cũng thấy nguy cơ đầu tiên đó là bệnh nhân sẽ tiến triển thành đái tháo đường. Những nghiên cứu cho thấy là đối với những cái bệnh nhân tiền đái tháo đường thì mỗi năm sẽ có khoảng 11% tiến triển thành đái tháo đường. Và nếu mà tính trong vòng 5 năm thì cái tần suất này có thể lên tới 15 tới 30% và 10 năm tần suất này sẽ lên tới 50%. Và nếu như mà những cái bệnh nhân tiền đái tháo đường trong cái cuộc đời còn lại của họ nếu mà chúng ta không điều trị thì cái tần suất có thể lên tới 70% tiến triển thành đái tháo đường. Và người ta cũng nhận thấy đối với những cái người mà mắc cả rối loạn dung nạp glucose hoặc là rối loạn đường huyết đói, tức là cả tiêu chí rối loạn đường huyết đói lẫn tiêu chí rối loạn dung nạp glucose thỏa cái tiêu chí tiền đái tháo đường thì cái nguy cơ tiến triển thành đái tháo đường sẽ tăng hơn gấp đôi so với một người mà chỉ có một trong hai cái tiêu chí này mà thôi. Và người ta cũng nhận thấy đối với những cái người mà phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì tỷ lệ tiến triển thành đái tháo đường cũng cao hơn so với nhóm không có cái tiền sử đái tháo đường thai kỳ. Và đây là một cái nghiên cứu đăng trên tạp chí Diabetes về cái tiến triển của cái tiền đái tháo đường thành đái tháo đường dựa vào cái nguy cơ dựa vào cái nồng mức HB1C. Và cái phân tích này là cái phân tích gộp trên 44.000 bệnh nhân tiền đái tháo đường và theo dõi trung bình trong vòng 5 đến 6 năm. Thì cái điều mà chúng ta cũng thấy đó là cái tiến triển thành đái tháo đường đó là một cái đường liên tục và nó dựa vào cái mức HB1C khác nhau thì chúng ta sẽ thấy cái tiến triển nó cũng tương đối khác nhau. Đối với những cái người mà có mức HB1C
HbA1c dưới 6%, tức là ở cái mức thấp của cái tiền đáy tháo đường. Và là chúng ta biết cái mức HbA1c của tiền đáy tháo đường là từ 5,7 cho tới 6,4%. Thì có thể mình thấy đối với những cái người mà ở cái cận dưới, tức là khoảng từ 6, 5,9, 5,8, 5,7 thì cái nguy cơ tiến triển bệnh đáy tháo đường theo trong cái nghiên cứu gộp này trong vòng 5 năm là khoảng 25%. Nhưng mà đối với những cái người mà mức HbA1c gần với lại cái ngưỡng của 6,5 là đáy tháo đường, tức là khoảng 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 v.v. thì cái nguy cơ tiến triển bệnh đáy tháo đường trong vòng 5 năm có thể lên tới 50%. Như vậy chúng ta thấy ngay cả tiền đáy tháo đường thì cái tiến triển thành đáy tháo đường nó cũng phải phụ thuộc vào chúng ta thuộc ở cái đầu nào của cái tiền đáy tháo đường, ở cái đầu thấp hay là ở đầu cao. Và như vậy cái tiến triển và cái nguy cơ thành cái đáy tháo đường ở những cái bệnh nhân tiền đáy tháo đường nó sẽ khác nhau. Nếu mà chúng ta coi cái diễn tiến tự nhiên của đáy tháo đường tiếp 2 thì chúng ta thấy đường đỏ là bình thường là cái sự tăng, có lúc đầu bệnh nhân có cái hiện tượng đề kháng insulin dẫn đến tăng tiết insulin, và đến một lúc nào đó cái sự tăng tiết insulin không được, không đáp ứng được duy trì đường huyết, thì sự tăng quá mức của cái insulin này sẽ dẫn đến cái tế bào beta tụy nó sẽ cạn kiệt và nó sẽ làm giảm tiết. Và khi đó nếu mà cái sự tăng tiết insulin này không đáp ứng được, kiểm soát được cái đường huyết, thì chúng ta thấy cái đường huyết nó sẽ gia tăng và sẽ tiến triển thành đáy tháo đường. Tuy nhiên nếu mà chúng ta coi cái thời gian tiến triển thành đáy tháo đường ở những cái bệnh nhân này thì rõ ràng là trong một cái thời gian dài từ 10, 20 năm trước đó, bệnh nhân đã có cái hiện tượng đề kháng insulin, bệnh nhân đã có phần nào suy của tế bào beta tụy, từ đó dẫn đến cái đường huyết tăng và đến cái mức mà đáy tháo đường. Và chính vì vậy ở cái giai đoạn có rối loạn tiền đáy tháo đường này là một trong những cái yếu tố mà có thể dẫn tới bệnh nhân làm tăng cái nguy cơ về tim mạch. Như chúng ta thấy đây là một trong những cái hình cho chúng ta biết là cái hiện tượng vôi hóa của mạch vành biểu hiện bởi cái sự lắng động canxi á, thì chúng ta thấy có nhiều cái yếu tố có thể góp phần làm tăng cái hiện tượng vôi hóa mạch vành này, trong đó có những cái yếu tố không thay đổi được, những yếu tố di truyền lẫn những cái yếu tố liên quan có thể tương yếu tố về lối sống mà chúng ta có thể thay đổi được. Thì chúng ta thấy đối với những cái bệnh nhân tiền đáy tháo đường á, bên cạnh cái sự tăng của đường huyết thì những cái bệnh nhân tiền đáy tháo đường còn có nhiều cái yếu tố nguy cơ khác đi kèm. Ví dụ như bệnh nhân có rối loạn lipid máu, bệnh nhân có cái thừa cân béo phì, bệnh nhân có gan nhiễm mỡ, bệnh nhân có đề kháng insulin, bệnh nhân có tăng huyết áp v.v. Thì những cái yếu tố liên quan tới cái tiền đáy tháo đường này là những cái yếu tố có thể làm giảm được. Nếu mà chúng ta làm giảm những cái yếu tố này thì chúng ta có thể làm giảm cái góp phần của những cái đóng góp này vào cái hiện tượng vôi hóa mạch vành. Và những cái nghiên cứu cũng cho chúng ta thấy là đối với những cái bệnh nhân tiền đáy tháo đường thì những cái nguy cơ về cái biến cố tim mạch, nguy cơ về bệnh mạch vành đột quỵ và tử vong do mọi nguyên nhân cũng gia tăng so với lại cái người bình thường. Đây là một cái phân tích gộp trên 53 nghiên cứu với hơn 1,6 triệu bệnh nhân theo dõi trung bình trong vòng 9,5 năm. Thì người ta nhận thấy đối với những cái bệnh nhân có đường huyết so với những bệnh nhân có đường huyết bình thường thì những bệnh nhân có cái rối loạn dung nạp glucose làm tăng cái nguy cơ của những cái biến cố về tim mạch, đột quỵ, bệnh mạch vành, tử vong trong mọi nguyên nhân, và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Trong khi đó cái rối loạn đường huyết đói thì chúng ta thấy cái sự khác biệt nó cũng làm gia tăng, nhưng mà sự khác biệt này lại không có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên một cái phân tích gộp khác trên 18 nghiên cứu lâm sàng đánh giá chuyên biệt về cái nguy cơ bệnh lý tim mạch ở những cái bệnh nhân rối loạn dung nạp glucose hoặc là rối loạn đường huyết đói thì lại cho thấy rằng cả rối loạn dung nạp glucose lẫn rối loạn đường huyết đói đều làm tăng cái nguy cơ của cái biến cố tim mạch ở cái bệnh nhân có bệnh nhân tiền đáy tháo đường. Thì đó cho chúng ta thấy là cái tiền đáy tháo đường là một cái yếu tố nguy cơ của những cái biến cố về tim mạch. Và một cái phần nghiên cứu gần đây về cái tiền đáy tháo đường và suy tim cũng cho chúng ta thấy kết quả là đối với những cái bệnh nhân mà so với bệnh nhân đường huyết bình thường, tức là cái đường màu xanh đậm có HbA1c bình thường á, thì những cái bệnh nhân có cái mức HbA1c ở cái ngưỡng tiền đáy tháo đường, tức là đường màu đỏ, gia tăng hơn có ý nghĩa so với những cái nhóm người này về cái tiến triển về suy tim, tiến triển về tử vong về tim mạch, tiến triển về tử vong do mọi nguyên nhân hoặc là về cái nhập viện do suy tim. Mặc dù ở những cái đường màu đỏ này so với cái đường màu vàng và cái đường màu xanh lá cây, tức là ở những cái bệnh nhân có đái tháo đường và hoặc là những bệnh nhân đái tháo đường không nhận biết được á, thì người ta nhận thấy cái nguy cơ nó thấp hơn. Tuy nhiên so với lại những người có đường huyết bình thường thì rõ ràng cái tiền đái tháo đường này
cũng là một cái yếu tố nguy cơ. Cho nên chúng ta thấy cái sự tăng cái đường huyết nó giống như là một cái yếu tố nguy cơ liên tục, nó làm gia tăng những cái biến cố này, chứ không phải là ở cái ngưỡng, một cái ngưỡng điểm cắt mà chúng ta đưa ra. Bên cạnh đó thì người ta cũng thấy đối với những cái bệnh nhân tiền đái tháo đường thì cái tần suất của những cái biến cố thần kinh tự chủ tim mạch nó cũng gia tăng. Ví dụ như ở đây một cái nghiên cứu gần đây cho thấy trên khoảng gần 1.700 bệnh nhân tiền đái tháo đường so với lại gần 2.000 bệnh nhân có đường huyết bình thường, thì người ta đã nhận thấy tần suất của cái biến chứng thần kinh tự chủ tim mạch ở bệnh nhân tiền đái tháo đường chung là 9%, tăng gấp đôi so với lại cái nhóm có đường huyết bình thường là chỉ có 4.5% mà thôi. Và khi người ta chia nhóm thì người ta nhận thấy đối với những cái bệnh nhân có đường huyết đói, rối loạn dung nạp đường huyết đói á, thì cái tần suất của cái biến chứng thần kinh tự chủ tim mạch này là khoảng 8.1% so với chỉ 5.9% ở bệnh nhân có rối loạn dung nạp glucose mà thôi. Còn nếu như bệnh nhân có cả hai, vừa rối loạn đường huyết đói lẫn rối loạn dung nạp glucose, thì chúng ta thấy cái tần suất của cái biến cố này, biến cố tự chủ tim mạch nó tăng nhiều hơn là 11.4%. Và người ta cũng giải thích cho cái hiện tượng này thì chúng ta thấy là đối với những cái bệnh nhân mà có tiền đái tháo đường, hiện tượng thừa cân béo phì, đề kháng insulin nó có thể dẫn tới mất thăng bằng của cái hệ thần kinh giao cảm phế vị, từ đó làm tăng cái tần suất của cái biến cố thần kinh tự chủ mà những tiền đái tháo đường, và từ đó gây ra những cái biến cố rối loạn về tim mạch như là rối loạn nhịp, ví dụ như tăng huyết áp, ví dụ như nhồi máu cơ tim, vân vân. Và người ta cũng gợi ý là nếu mà chúng ta có thể đảo ngược cái quá trình này ở giai đoạn sớm, nếu như mà chúng ta có thể đảo ngược được cái tình trạng tiền đái tháo đường này. Như vậy cái việc điều trị tiền đái tháo đường sẽ như thế nào? Thì như hồi nãy chúng ta đã đề cập, thì cái việc mà điều trị đái tháo đường là mục tiêu tiền đái tháo đường, mục tiêu của chúng ta là làm sao chúng ta đưa được cái đường huyết về bình thường. Như vậy cái việc đầu tiên quan trọng trong cái việc điều trị đái tháo đường là làm sao chúng ta phải theo dõi đường thường xuyên để chúng ta có thể chúng ta phát hiện sớm, nếu mà bệnh nhân không điều trị đặc hiệu, cái hiện tượng đái tháo đường để điều trị bệnh nhân. Còn nếu như muốn để cải thiện được cái tình trạng đái tháo đường thì bắt buộc bệnh nhân phải có cái nền tảng chung, đó là cái can thiệp vào lối sống. Một số bệnh nhân chúng ta thấy có thể cần phải sử dụng thuốc, và đặc biệt những cái bệnh nhân mà tiền đái tháo đường mà có thừa cân hoặc là có béo phì nhiều, thì đôi khi cái việc mà điều trị bằng cái phẫu thuật béo phì có thể làm giảm được cái tiến triển thành đái tháo đường và đưa mức được đường huyết về bình thường. Thì chúng ta thấy trong những cái thuốc điều trị, người ta liệt kê rất nhiều thuốc bao gồm metformin, TGD, đồng bệnh GLP-1, ức chế D4 hoặc là ức chế alpha glucosida đều được trong một số cái nghiên cứu đều được đưa vào trong cái việc điều có vai trò trong cái việc mà làm điều trị được cái tình trạng tiền đái tháo đường này. Tuy nhiên trong phạm vi ngày hôm nay tôi cũng chỉ xin đề cập tới cái nhóm metformin mà thôi. Thì đây là cái hướng dẫn của Hiệp hội các nhà lâm sàng nội tiết của Hoa Kỳ. Người ta có một cái phác đồ về cái điều trị tiền đái tháo đường. Thì chúng ta thấy cái nền tảng bao phủ ban đầu bao giờ cũng là thay đổi lối sống. Chúng ta phải điều trị những cái yếu tố nguy cơ tim mạch của bệnh nhân đi kèm, ví dụ như bệnh nhân có rối loạn lipid máu, ví dụ như bệnh nhân có tăng huyết áp, bắt buộc chúng ta phải điều chỉnh những cái yếu tố đó. Bệnh nhân phải điều trị giảm cân. Và đối với những cái bệnh nhân mà tiền đái tháo đường á, thì tùy vào cái yếu tố nguy cơ, tùy vào cái tiêu chí chẩn đoán tiền đái tháo đường của chúng ta. Nếu bệnh nhân chỉ có một cái tiêu chí chẩn đoán tiền đái tháo đường á, thì có thể chúng ta sẽ dùng những cái thuốc, hoặc là chúng ta sẽ điều trị thay đổi lối sống, hoặc là chúng ta ít dùng thuốc nhiều hơn. Nhưng mà nếu như bệnh nhân có nhiều cái tiêu chí chẩn đoán tiền đái tháo đường, ví dụ như vừa rối loạn dung nạp glucose, vừa rối loạn đường huyết đói, vừa có HB1C cao bất thường vân vân, thì bên cạnh cái thay đổi lối sống thì chúng ta cũng thấy là cái việc sử dụng thuốc ngay từ đầu nó cũng có vai trò quan trọng trong cái việc mà làm chậm cái tiến triển thành đái tháo đường. Thì đây là chúng ta sẽ thấy cái mục tiêu của điều trị đái tháo đường là nhằm đưa cái đường huyết trở về mức bình thường, làm ngăn chặn hoặc là chậm tiến triển thành đái tháo đường, và do đó làm giảm những cái biến chứng liên quan đến tăng đường huyết, cũng như là giảm nguy cơ bệnh lý tim mạch thông qua cái việc phát hiện và điều trị những cái yếu tố nguy cơ tim mạch đi kèm. Thì mục tiêu điều trị đái tháo đường thì ở đây người ta thấy là cái mục tiêu người ta ghi chung á, chúng ta thấy là cái HB1C dưới 5.7%. Tuy nhiên chúng ta thấy là như là chúng ta đề cập, cái mức HB1C từ 5.7 cho tới 6.4%, và cái mục tiêu tối ưu của chúng ta là đưa xuống dưới trừ 5.7. Nhưng mà theo tôi thì cái mục tiêu chúng ta có thể giảm được cái mức HB1C hoặc là duy trì cái HB1C của bệnh nhân trong cái ngưỡng tiền đái tháo đường mà không làm HB1C tiến triển xấu hơn theo thời gian, đó là cũng là một trong những cái thành công của chúng ta trong cái điều trị tiền đái tháo đường rồi. Cái thứ hai là chúng ta sẽ giảm ít nhất là từ 3 cho đến 7% cân nặng
ở người có thừa cân béo phì, và chúng ta phải duy trì được cái mức giảm này. Chúng ta nhớ giảm và phải duy trì được. Đa số bệnh nhân chúng ta có thể giảm được cái cân nặng ở thời gian đầu, tuy nhiên sau một khoảng thời gian thì bệnh nhân lại không duy trì được cái mức giảm này, và điều này là cực kỳ khó đối với đa số bệnh nhân của chúng ta. Cái kế tiếp là chúng ta phải duy trì được cái vòng eo và nhỏ hơn 80cm nữ, 90cm ở nam. Bệnh nhân phải có cái hoạt động thể lực ở mức độ trung, cường độ trung bình, tối thiểu là 30 phút một ngày và ít nhất là trong 5 ngày tuần. Và như nãy đề cập, chúng ta phải kiểm soát những cái yếu tố nguy cơ khác. Ví dụ như là bệnh nhân có tăng huyết áp thì chúng ta phải kiểm soát huyết áp, thay đổi lối sống, hạn chế ăn mặn vân vân, rối loạn lipid máu, bỏ hút thuốc lá vân vân. Thì đây là cái nghiên cứu cho chúng ta thấy cái hiệu quả của can thiệp lối sống trong việc giảm tiến triển đái tháo đường của các nghiên cứu. Thì chúng ta thấy những cái nghiên cứu như là nghiên cứu Darwin ở Trung Quốc, nghiên cứu ở Diabetes Prevention Study ở Phần Lan, hoặc là cái nghiên cứu tương cứu tương tự phòng ngừa đái tháo đường ở Nhật hoặc là ở Ấn Độ, đi cho chúng ta thấy là nếu mà chúng ta can thiệp bằng lối sống tích cực, chúng ta có thể giảm được cái tiến triển thành đái tháo đường theo thời gian khoảng từ 42, từ nghiên cứu từ 29 cho tới 67%. Trong cái nghiên cứu DPP thực hiện ở Mỹ thì chúng ta thấy là cái tần suất giảm điều trị bằng lối sống tích cực, can thiệp bằng lối sống tích cực, chúng ta có thể làm giảm cái tần suất tiến triển thành đái tháo đường 58%. Và theo dõi trong cái thời gian 10 năm, 15 năm thì chúng ta thấy cái tần suất giảm này nó vẫn duy trì, tuy nhiên cái mức độ giảm tiến triển này nó giảm hơn. Có nghĩa là sau 10 năm chỉ có 34% giảm được cái tiến triển đái tháo đường, và sau khoảng 15 năm là khoảng 27%. Như vậy cái sự can thiệp của lối sống trong cái giảm tiến triển đái tháo đường là được coi như là một cái nền tảng. Tuy nhiên theo thời gian thì chúng ta thấy cái hiệu quả của can thiệp này có thể giảm dần. Và điều này cũng có thể cho chúng ta thấy trên cái việc mà ảnh hưởng lên cân nặng và hoạt động thể lực. Chúng ta thấy ở những cái bệnh nhân mà can thiệp lối sống tích cực thì cái cân nặng ở những cái thời gian đầu có thể duy trì, nhưng mà sau một cái khoảng thời gian có hiện tượng tái tăng cân, cũng như là cái việc hoạt động thể lực của bệnh nhân có thể giảm sau một cái khoảng thời gian lâu dài. Ở cái hình bên phải cho chúng thấy cái nghiên cứu về cái DB4 thì cái can thiệp lối sống tích cực, tức là cái đường màu xanh nhạt ở dưới á, chúng ta thấy trong một cái khoảng thời gian 1-2 năm đầu, cái hiệu quả giảm cân nặng của can thiệp lối sống tích cực cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên đến năm thứ 6 trở về sau thì chúng ta thấy là cái hiệu quả này nó mất đi, và hầu như cái can thiệp lối sống tích cực này nó có cái hiệu quả giảm cân tương tự như là ở cái nhóm bệnh nhân dùng metformin. Về cái ảnh hưởng của cái can thiệp lối sống tích cực lên trên cái nguy cơ tim mạch như thế nào, thì trong cái nghiên cứu lúc ở Hát thì chúng ta thấy đối với những cái bệnh nhân mà can thiệp lối sống tích cực á, người ta thấy là không, mặc dù có giảm cân, có hiệu quả cho cái việc giảm cân, nhưng mà không có làm giảm được cái tỷ lệ biến cố tim mạch ở người thừa cân hoặc là người béo phì. Và điều này cho chúng ta thấy là gì? Can thiệp lối sống tích cực có thể làm giảm được cái tiến triển của đái tháo đường, có thể làm giảm được cân nặng cho bệnh nhân, tuy nhiên không làm giảm được cái nguy cơ tim mạch. Ngược lại, cái nghiên cứu Darwin, tức là cái nghiên cứu can thiệp lối sống tích cực ở trên những cái bệnh nhân tiền đái tháo đường ở Trung Quốc, thì cho chúng ta thấy rằng trong cái thời gian nghiên cứu 8 năm, 10 năm thì cái sự giảm của cái biến cố tim mạch này nó không có cái sự khác biệt cái ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên khi mà theo dõi tiếp theo sau khoảng 20, 23 năm sau thì người ta thấy là cái hiệu quả giảm của cái tỷ lệ tử vong của cái nhóm điều trị tích cực nó có sự khác biệt, ít hơn, có sự khác biệt so với lại cái nhóm mà nhóm chính đơn thuần. Và điều này cũng phù hợp nếu mà chúng ta coi lại cái diễn tiến tự nhiên của đái tháo đường. Chúng ta nói cái tiền đái tháo đường trong cái tiến triển thành đái tháo đường có thể cần 15-20 năm sau, và trong 15-20 năm đó thì chúng ta thấy những cái yếu tố nguy cơ khác cùng với lại tiền đái tháo đường, cùng với cái đề kháng insulin, nó có thể góp phần là tăng cái mức độ vôi hóa của thành mạch, và cho nó có thể góp phần làm tăng cái nguy cơ những cái biến cố về tim mạch ở những cái bệnh nhân tiền đái tháo đường này. Do đó cái việc mà điều trị can thiệp lối sống, chúng ta cần phải có một cái khoảng thời gian lâu dài để chúng ta có thể thấy được cái sự khác biệt này. Còn về thuốc thì như thế nào? Thì đây là cái nghiên cứu cũng cho chúng ta thấy, những nghiên cứu cho thấy hiệu quả của metformin trong cái việc giảm nguy cơ tiến triển thành đái tháo đường tiếp 2. Trong cái nghiên cứu DBV
Thì theo dõi trong 3 năm thì người ta thấy cái hiệu quả giảm tiến triển thành đái tháo đường của metformin là giảm được 31%. Tuy nhiên theo thời gian 10 năm, 15 năm và 22 năm sau thì chúng ta thấy cái hiệu quả giảm metformin cũng tương đối giảm, và khoảng 18% bệnh nhân sau vòng 22 năm sẽ giảm được cái tiến triển thành đái tháo đường. Và nếu mà chúng ta so với lại cái nhóm mà can thiệp lối sống tích cực thì chúng ta thấy là cái dùng metformin, nếu mà chúng ta chỉ xét trên cái khía cạnh tiến triển thành đái tháo đường thì rõ ràng là cái metformin này nó là hiệu quả nó sẽ không bằng so với lại can thiệp về lối sống tích cực. Nếu mà chúng ta coi tiếp về cái nghiên cứu của phòng chống Ấn Độ, ở Ấn Độ cũng tương tự như vậy, thì chúng ta cũng thấy là cái hiệu quả giảm tiến triển thành đái tháo đường ở nhóm bệnh nhân Ấn Độ này cũng tương tự, cũng khoảng 26% bệnh nhân được giảm được cái nguy cơ. Và nếu mà chúng ta coi ở nhóm bệnh nhân có cái nguy cơ cao hoặc là những cái nhóm bệnh nhân có hiệu quả nhất khi mà được sử dụng metformin, thì người ta nhận thấy rằng là ở những cái trong cái nghiên cứu DVD thì cái những cái người trẻ, những cái người có béo phì hoặc là những cái người có tiền sử đái tháo đường thai kỳ, đây là những nhóm mà có lợi khi mà được sử dụng metformin. Ví dụ như ở đây là cái hình cho chúng ta thấy cái sự khác biệt về hiệu quả của metformin ở những cái bệnh nhân tiền đái tháo đường mà người ta chia làm cái nhóm mà có tiền sử đái tháo đường thai kỳ và không có tiền sử đái tháo đường thai kỳ. Thì chúng ta thấy rõ đối với những cái bệnh nhân mà không có cái tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì cái can thiệp lối sống tích cực làm giảm cái tiến triển thành đái tháo đường là 49% so với chỉ 14% ở cái nhóm mà điều trị metformin. Trong khi đó đối với những cái bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì cái can thiệp lối sống tích cực và so với lại cái nhóm dùng metformin thì cái hiệu quả của hai nhóm này tương đương nhau. Như vậy chúng ta sẽ thấy là metformin nó sẽ hiệu quả trên một số nhóm bệnh nhân. Tuy nhiên bên cạnh cái hiệu quả làm giảm cái tiến triển đái tháo đường thì người ta nhận thấy metformin còn làm giảm nguy cơ của những biến cố tim mạch ở bệnh nhân tiền đái tháo đường. Đây là một cái nghiên cứu đa trung tâm thực hiện trên 258 bệnh nhân đái tháo đường ổn định, và người ta chia làm những cái nhóm bệnh nhân có đường huyết bình thường, bệnh nhân có tiền đái tháo đường có điều trị với lại metformin, và ở nhóm bệnh nhân tiền đái tháo đường đơn thuần thì chúng ta thấy cái bệnh nhân đường huyết bình thường tức là màu xanh lá cây, bệnh nhân tiền đái tháo đường có sử dụng metformin là màu vàng, và bệnh nhân tiền đái tháo đường mà không sử dụng metformin là màu đỏ. Thì chúng ta thấy cái phần trăm cái biến cố tim mạch nặng tức là người ta gọi là MACE nó có sự khác biệt giữa ba nhóm. Đối với cái người mà đường huyết bình thường thì phần trăm bị biến cố này tương đối là thấp sau 6 tháng, sau 12 tháng và sau 24 tháng. Thì sau 24 tháng ở cái nhóm đường huyết bình thường thì cái biến cố về tim mạch chỉ khoảng 8,1%. Trong khi đó đối với những cái bệnh nhân tiền đái tháo đường thì rõ ràng là biến phần trăm về cái biến cố tim mạch nó khác biệt hẳn, nó đều tăng hẳn có ý nghĩa thống kê so với cái nhóm đường huyết bình thường. Tuy nhiên nếu mà chúng ta so giữa cái nhóm bệnh nhân tiền đái tháo đường được sử dụng metformin với lại cái nhóm mà không điều trị metformin thì chúng ta thấy đối với những cái bệnh nhân được điều trị metformin thì cái tần suất của cái biến cố tim mạch nặng nó giảm có ý nghĩa so với lại cái nhóm tiền đái tháo đường không sử dụng metformin, mặc dù nó vẫn cao hơn so với cái người bình thường. Và cái tần suất này là giảm hơn 43% ở cái nhóm tiền đái tháo đường có sử dụng metformin sau 12 tháng mà giảm gần 30% sau 24 tháng so với lại cái nhóm tiền đái tháo đường không sử dụng metformin. Và điều này cho chúng ta thấy là gì? Ở những cái bệnh nhân có cái nguy cơ cao biến cố tim mạch thì cái điều trị metformin không những làm giảm cái tiến triển đái tháo đường mà nó còn có giảm được những cái biến cố về cái tim mạch cho những nhóm bệnh nhân này. Hay là trong cái nghiên cứu DBP theo dõi sau 15 năm tiếp theo thì người ta nhận thấy rằng đối với những cái bệnh nhân ở cả ba nhóm điều trị giả dược, metformin hoặc là can thiệp lối sống tích cực thì cái độ hiện diện của cái hiện tượng vôi hóa thành mạch tương đối là cao. Chúng ta thấy cho dù thấp nhất là ở nhóm metformin là 75%, nhưng mà ở những cái nhóm còn lại thì cũng 84-85%. Cho dù can thiệp lối sống làm giảm được cái tiến triển tiền đái tháo đường, tuy nhiên nó không làm giảm được cái hiện tượng vôi hóa của thành mạch. Và tương tự như vậy, chúng ta thấy cái mức nếu mà phân độ về độ nặng của cái vôi hóa thành mạch thì chúng ta cũng thấy là cái tỷ số chỉ số vôi hóa thành mạch nặng á thì thấp nhất ở nhóm bệnh nhân điều trị với metformin so với hai nhóm giả dược mà càng điệp tối sống đơn thuần. Và điều này cho chúng ta thấy là gì? Là sử dụng metformin có thể chống lại cái hiện tượng vôi hóa mạch bằng ở nam giới có tiền đái tháo đường và mới mắc, ở những cái bệnh nhân mới mắc này. Và để
biết rõ hơn về cái này á, thì gần đây có một cái nghiên cứu đang được tiến hành để đánh giá. Mục tiêu chính của cái nghiên cứu này là đánh giá cái hiệu quả của metformin trong cái điều trị tiền đái tháo đường, trên cái việc mà những cái kết cục chính của cái nghiên cứu này là đánh giá về kết cục sơ vữa về mạch máu. Rồi, dự kiến vào năm 2024 khi mà chúng ta có kết quả này thì chúng ta sẽ có một cái nhìn rõ ràng và chính xác hơn về cái vai trò của metformin trong cái phòng ngừa này. Thì cho tới giờ phút này thì chúng ta thấy những cái khuyến cáo của Bộ Y tế của chúng ta thì được khuyến cáo sử dụng đối với những bệnh nhân tiền đái tháo đường 3 tháng đầu. Nếu mà chúng ta thay đổi lối sống tích cực mà thất bại thì có thể chúng ta cân nhắc sử dụng metformin, đặc biệt là đối với những cái người có BMI trên 25, những người dưới 60 tuổi, những người có tiền sử đái tháo đường thai kỳ, hoặc là những cái người có nguy cơ rất cao như là người vừa có rối loạn dung nạp đường lẫn cái rối loạn đường huyết đói, hoặc là những cái người và bên cạnh tiền đái tháo đường còn nhiều cái yếu tố nguy cơ khác đi kèm. Thì đây là cái liều sử dụng của metformin trong cái điều trị tiền đái tháo đường. Chúng ta thấy là khởi đầu là 500 mg một ngày và có thể tăng dần tới liều tối đa là 200 mg một ngày. Và đối với những cái người bệnh nhân mà đạt được cái mục tiêu cân nặng BMI dưới 23 hoặc là cái HbA1c dưới 5,7%, hoặc nếu mà bệnh nhân có cái tác dụng phụ khi mà chúng ta dùng metformin liều cao thì chúng ta có thể xem xét giảm liều bằng thuốc tùy. Và đối với những cái bệnh nhân không dung nạp metformin thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng vào những cái nhóm thuốc khác. Tuy nhiên mà chúng ta thấy trong điều kiện ở Việt Nam của chúng ta, nếu mà chúng ta dùng đồng vận GLP-1 để chúng ta chữa tiền đái tháo đường thì đây là một cái kinh phí cực kỳ lớn cho bệnh nhân. Cái nhóm TZD thì tương đối là khó kiếm, và nhóm ức chế alpha-leukocyte chúng ta cũng biết là cái tác dụng phụ trên đường tiêu hóa nó cũng nhiều. Và đối với những cái bệnh nhân này thì chúng ta sẽ biết và giải thích cho bệnh nhân cái việc theo dõi cái hiệu quả của điều trị cũng như là cái thời gian điều trị. Đa số các khuyến cáo của Bộ Y tế của chúng ta đều khuyến cáo là phải điều trị trong một khoảng thời gian lâu dài. Đối với những cái hướng dẫn và chẩn đoán và điều trị tiền đái tháo đường khác trên thế giới như bên cạnh Việt Nam của chúng ta thì chúng ta thấy một số cái hiệp hội lớn cũng khuyến cáo cho chúng ta là cái việc mà sử dụng metformin trong cái việc điều trị tiền đái tháo đường với cái mức độ khuyến cáo và cái liều dùng có thể nó sẽ hơi khác hơn. Ví dụ như cái khuyến cáo của IDF thì có thể cho dùng metformin ở cái liều thấp hơn là 250 mg 2 lần một ngày, hoặc cho tới cái liều tối đa là 1.850 mg 2 lần một ngày. Đó là một số cái khuyến cáo mà chúng ta có thể thấy là có thể cái sự khác biệt về cái liều nó sẽ khác. Thì như vậy để kết luận cho cái bài hôm nay thì chúng ta thấy đây là tiền đái tháo đường, đó là một trong những cái yếu tố nguy cơ tiến triển thành đái tháo đường cũng như là gia tăng của những cái biến cố về tim mạch. Do đó khi mà ở những cái bệnh nhân tiền đái tháo đường bắt buộc chúng ta phải tầm soát những cái yếu tố nguy cơ tim mạch khác, và đặc biệt là chúng ta phải điều trị những cái yếu tố nguy cơ này song song với lại cái kiểm soát can thiệp lối sống và dùng thuốc ở những cái bệnh nhân tiền đái tháo đường. Đối với những cái bệnh nhân tiền đái tháo đường thì cái mục tiêu điều trị của chúng ta sẽ đem mức HbA1c xuống dưới 5,7%, hoặc nếu mà không đạt được mục tiêu tối ưu như vậy thì chúng ta ráng chúng ta duy trì ở cái mức HbA1c không làm nó xấu hơn cũng được. Và chúng ta thay đổi lối sống làm sao chúng ta có thể làm bệnh nhân được giảm cân, tăng cái mức độ hoạt động thể lực. Và cuối cùng là nếu như mà bệnh nhân không đạt được cái mục tiêu đó sau 3 tháng thì có thể chúng ta sẽ dùng cái nhóm metformin cho bệnh nhân. Cái phần trình bày của tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị đồng nghiệp.